giúp cho các em mồ côi và giúp cho những người nghèo cần thuốc để mình phát thuốc cho những người kém may mắn. Cảm ơn một lần nữa đến tất cả quý vị. Hồi nãy thì cũng đưa cho Giám Ngọc một cái bịch vé số, thì Giám Ngọc trong tay chỉ còn bao nhiêu đây, vé là hết cái sắp của Giám Ngọc rồi. Thì trong thời gian này thì Giám Ngọc cũng đi vòng vòng, nếu anh chị nào mà thương muốn ủng hộ thêm cho những tấm vé số, bởi vì cái thứ nhất biết đâu chừng có thêm cơ hội trúng $1,000 tiền mặt, thứ hai là cái số tiền này mình cũng giúp cho các em trong những bữa ăn, cho nên một cái tờ vé số như vậy là quý vị đã giúp được 20 ngày cho một em để có thể các em ăn no. Cho nên hy vọng là các anh chị sẽ ủng hộ cho những tấm vé số này. Và bây giờ thưa quý vị, người kế tiếp cho chương trình ngày hôm nay là người này dùng núp sau lưng nhưng mà hào quang vô cùng chiếu sáng. Cho nên em nói là núp sau lưng nó chưa giới thiệu mà hào quang nó chiếu sáng ra tới đây luôn rồi. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho một cái người mà lúc nào cũng đồng hành chung với Sáng Lời Charity. Anh là một người có giọng hát rất là ấm áp, hiền lành, và đặc biệt là em có một cái lòng, một trái tim rất là nhân hậu. Chứ mà không biết là ở ngoài đối với tất cả quý vị khán giả thì đây là một cậu em như thế nào, bởi vì nói chung là em đã quá nổi tiếng, cho nên có nhiều người nói là sợ nổi tiếng rồi thì cái phong cách ở ngoài đời nó sẽ khác. Nhưng mà không, thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu rõ về đứa em này thì đây là một đứa em rất là ấm áp, và em có một cái tình yêu thương rất là bao la. Dù là cái tên của em là một cái tên lớn nhưng mà lúc nào em cũng rất là gần gũi với những người kém may mắn hơn mình. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho tiếng hát nồng nàn của ca sĩ Đan Nguyên. Cảm ơn chị Giám Ngọc rất là nhiều. Trước tiên em xin gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý khán thính giả của Minnesota. Hôm nay thì Đan Nguyên rất là vui, rất là hạnh phúc được đến đây để mà hát cho chị nghe. Và cũng rất là lâu rồi Đan Nguyên không có trở lại Minnesota, cũng phải là một tuần rồi chưa trở lại đây quý vị. Lâu dữ vậy hả? Lâu dữ vậy? Đang ơi, đang hát sao cho chị bán hết cái trong cái số rồi Đang? Dạ, em cố gắng. Thì sau đây là một bài hát mà Đang Nguyên muốn tặng cho tất cả mọi người. Một bài rất là ý nghĩa. Lý do tại sao Đang Nguyên tặng quý vị bài hát này, tại vì tất cả quý vị là người yêu của Đang Nguyên, nên thì Đang Nguyên xin gửi tặng quý vị bài hát Nhớ Người Yêu. Xin quý vị lên sân. Thank you.
đẹp này để nhớ thương em. Sắp rơi hạnh đông căn quần yên đêm. Thương gì mình đứng ngăn cách, thương gì nhà mình chung quanh hai đứa mình thật chẳng. Rất là dễ thương, rất là tuyệt vời. Và phần trình diễn của Đăng Minh đến đây là chấm dứt.